Thánh Vinh để bày tỏ niềm cậy trông của chúng ta
lòng thương xót của Chúa và xin Chúa thương nói người thân của chúng ta là Phêrô việc vừa qua đời. Xuôi tay xuống nói chi khi biệt ly, nói chi cho người đừng khóc, đừng gọi tên kẻ đã qua đời. Vào ngày ấy, trên núi này, Chúa các đạo binh sẽ dọn cho tất cả các dân một bữa tiệc đầy thịt béo. Trên núi này, Ngài sẽ cất chiếc khăn bao trùm muôn dân và bức màn phủ trên mọi nước. Ngài sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Chúa là Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và loại bỏ nỗi tủi hổ của dân Ngài khỏi toàn mặt đất. Vì Chúa đã phán như vậy. Vào ngày ấy, người ta sẽ nói, đây là Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta đã mong đợi Ngài để Ngài giải thoát chúng ta. Ngài là Chúa, đấng chúng ta trông đợi. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho tôi tớ Chúa là Phêrô việc biết phục sự Chúa trong gian khổ và bệnh tật. Chúng con lại xin Chúa cho kẻ đã theo gương nhẫn nặng của con Chúa cũng được lãnh phần thưởng vinh quang của người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Vì thế chúng ta muốn chít lên đầu chiếc khăn tang này để tỏ lòng thương mến, nhớ tiếc và biết ơn. Tuy nhiên, như tiên tri Isaia đã báo trước cho chúng ta biết rằng, ngày kia Chúa sẽ cất chiếc khăn bao trùm trên muôn dân, bức màn phủ trên mọi nước, sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời, và cho người thân của chúng ta đây được hân hoan vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Và chúng ta hãy xin Chúa chúc lành cho những khăn tang này để nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho người thân của chúng ta chóng đạt tới ngày hạnh phúc ấy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin chúc lành cho những khăn tang này để biến chúng từ dấu chỉ của sự biệt ly tang tóc thành niềm hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ ủi an những ai đang thương khóc người thân của họ vừa qua đời, để họ biết can đảm và tin tưởng phó thân người thân của họ cho sự quan phòng đầy tình thương của Chúa. Xin cho họ biết thuận theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa và theo giáo lý Công giáo, thân xác con người sau cuộc đời trần thế dù có bị mục nát tiêu tan đi nhưng đến ngày tận thế sẽ được sống lại. Vì thế Hội Thánh dạy chúng ta phải tôn trọng thân xác người chết, chôn táng hoặc hỏa thiêu cách kính cẩn theo phong tục, hoàn cảnh địa phương và thời đại. Một trong những cách thức nhằm bày tỏ lòng cung kính đối với những người đã ra đi là sắm cho các ngài tấm áo quan xứng đáng, được coi như ngôi nhà giúp các ngài yên giấc
chờ ngày sống lại. Vậy chúng ta hãy hợp lời cầu nguyện, xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này và nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân đã ra đi mà ban cho ông Phêrô việc được yên giấc ngàn thu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa và là đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã truyền cho chúng con phải tôn trọng thân xác mình, vì sau khi được thanh tẩy trong nước rửa tội, toàn thể con người chúng con đã trở nên đền thờ của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này, để thân xác tôi tớ Chúa là ông Phêrô Việt được yên nghỉ trong đó, chờ ngày Chúa cho sống lại và về hưởng tôn nhân Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Ban sự bình an cầu cho chúng con, Đức Bà của các giáo hữu cầu cho chúng con, ông Thánh Phêrô cầu cho chúng con, các thánh tử đạo Việt Nam cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa chúng con, vì Sáu Thánh Giá xin chớ chúng con cho khỏi kẻ thù, và Con và Thánh Thần, Amen. Thank you.
thêm linh cứu ông, xin được thắp nén hương thơm đặt vòng hoa tươi kính viếng linh hồn ông. Sau nữa là xin chia sẻ nỗi đau buồn này cùng toàn thể gia đình tam quyến. Giờ đây anh em của tôi không biết nói gì hơn, xin mọi người hợp một tí để cùng cầu nguyện cho linh hồn ông sớm trở về thiên đàng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Thầy Cha chúng con ở trên trời, chúng con đem danh Cha cao sang nước Cha chỉ đến như Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa xuống cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Xin Chúa nghe lời chúng con thân cầu, đã đưa linh hồn về dù qua chốn đau sầu. Xin vì công nghiệp thương nữ đồng chí mà Chúa giơ tay giảm tán đưa hồng ngừng đau vô cùng chốn đau. Xin Chúa nghe lời chúng thank you.
cơ gia đình tăng quyến hôm nay được tin ông Phêrô Chúa gọi ra khỏi thế gian để về cùng Chúa. Chúng tôi là những thành viên trong nhóm cầu nguyện lòng Chúa thương xót giáo xứ Kiêu Hạ quy tụ về nơi đây, xin được đặt bánh hoa tươi và đốt nén hương thơm để tỏ lòng kính viếng linh hồn ông và chia buồn cùng gia đình tăng quyến. Bây giờ đây, xin mọi người hợp ý với chúng tôi để dâng lời cầu xin lên Thiên Chúa. Xin Chúa thương đón nhận linh hồn ông về hưởng hạnh phúc với Chúa trên nước thiên đàng. Xin danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng mưa, Cha chỉ đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con sẽ chưa cam dỗ những điều chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vui cho ân ban là cho vui trong đời muôn hàm lối về dâu về. Các quý vị trong thân quyến đã cố gắng chạy chữa
Nhưng bởi con bệnh quá hiểm nghèo nên ông không còn nữa. Hôm nay ông sẽ về đối với Hải. Đứng trước hôn hồn người ra đi, sự tổn thất này tới gia đình cũng như nhóm bảo vệ sự sống chúng tôi, từ nay chẳng còn ông nữa. Không biết nói gì hơn, chúng tôi xin mời mọi người đã có mặt tại tang trường cùng với nhóm chúng tôi đọc kinh tư lời cầu nguyện cho ông Pedro Đào Văn Biệt. Xin Chúa mở lực từ bi khi xét xử ông được mau chóng siêu thoát về thờ phụng Chúa trên nước trời. Xin chân thành cảm ơn. Thank you.
trời chúng con nguyện dâng cha và sáng nước ra chỉ lên đi ra để hiện dưới đất cũng như trên trời xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con là chúng con xin cha để chúng con xả trước cám dỗ những yêu chúng con đó kính thưa Chúa trời là Cha phép pháp vô cùng thượng lên trời đất tôi tin kính nơi Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi với phép được Chúa Thánh Thần là người xuống thai sinh với bà Maria đồng chim chịu nạn thời quân Chiu Phi La Tô chịu đóng đánh trên cây thánh giá chết và tăng sáng xuống tông ngày thứ ba bơi sông kia chết mà sống lại lên trời nhiều đứa Chúa Cha mẹ ta vô cùng ngày sau mới trở lại xuống mang xe kia sống và kia chết tôi tìm đến nhớ Chúa Thánh nào người tìm có thưa bà quả phụ, thưa toàn thể nhân dân của ban tang lễ đại tang gia, hôm nay được tin ông Đào Văn Điệp, xã viên xóm Liêm hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tiêu Hà đã qua đời và hưởng thọ 59 tuổi. Thay mặt cho ban công tác mặt trận và các đoàn thể xã hội của xóm, ở thời khắc này đã có mặt trước linh sàng của ông, xin phép ban tang lễ bà quả phụ cho đoàn đại biểu chúng tôi được dâng một tuần hương thơm và đặt vòng hoa tươi, trước hết là cúng viếng ông Đào Văn Điệp và sau đó chia buồn cùng đại tang gia, để thể hiện tình cảm nghĩa cử của người ra đi và người ở lại. Tôi đề nghị đoàn đại biểu chúng ta hãy dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.
đến viếng vua đồi Thánh Giêsu, kính khu gia đình đang quý. Hôm nay Thánh Giêsu Chúa đã thoát ra khỏi thế gian về với Chúa. Hội môn khôi chúng tôi cùng nhau về đây. Trước hết xin được chia buồn cùng gia đình trong sự đau thương mất mát này, và xin vâng lời cầu nguyện cho anh. Xin Thiên Chúa xót thương đón nhận anh về hưởng phúc với Chúa trên nước thiên đàng. Xin mọi người hiện nhất cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho anh. Không thể kêu mình cho khỏi.
còn sống hay mơ, còn mang linh hồn ra mà xem. Hãy thương xót cứu các linh hồn và lo cứu sinh linh hồn mình. Amen. Kính kính linh hồn ông Phêrô, kính thưa gia đình tam quyến, nhận được tin Chúa các ông Phêrô ra khỏi đời này về với Chúa, anh chị em có đoàn chúng cháu tại Tiêu Hòa nói riêng và anh em Tiêu Hòa tại Sài Gòn nói chung đến đây trước hết đặt vòng hoa thơm, thắp nén hương thơm để kính viếng linh hồn ông Phêrô. Sau là có lời chia buồn đồng cảm sâu sắc cùng với gia đình tang quyến. Và sau đó, cho phép rằng anh em trong các đoàn chúng cháu xin được đọc kinh dâng lời cầu nguyện cho ông Phêrô. Vậy xin mọi người hợp ý cùng chúng cháu dâng lời cầu nguyện. Nhân danh Cha kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là thánh. Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại dù là thấy tương lai. Chọn tiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng có tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mai niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa phai, nắng lên đôi thì đêm tan thở, mây tin rằng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiến ngầm ngùi, nhưng còn tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hưởng tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Con dâng Chúa những lời kinh, và này đây con dâng Chúa những hy sinh, để đền bù thay bao tội tình. Tháng ngày dài xa chốn cùng mình dần đưa về tận cõi thiên đình. Xin Chúa thương linh hồn Phêrô, xin Chúa thương linh hồn Phêrô và tha thứ ngàn muôn tội tình. Xin Chúa thương linh hồn Phêrô, xin Chúa thương linh hồn Phêrô và dâng tới phúc vinh muôn đời. Này đây giọt nước mắt đưa người đi, và này đây bao cay đắng lúc phân ly. Ôi thiên đình, xin Chúa thương linh hồn Phêrô, xin Chúa thương linh hồn Phêrô và tha thứ ngàn muôn tội tình. Xin Chúa thương linh hồn Phêrô, xin Chúa thương linh hồn Phêrô và dâng tới phúc vinh muôn đời.
đây tôi là con của cha cố từ xe cho Lò Cương, nên là cửa hàng đối với tôi thì cũng rất là thân quen. Và nữa thì gia đình của chị đây cùng với gia đình của Hoàng Lưu và những người phục vụ của cha cố cũng như là phục vụ giáo xứ con cha hiện tại đây, tôi cũng rất là thân quen. Đây nghe tin Chúa gọi cô Lô về, tôi đến hậu âm nhạc và chia sẻ sự mất mát với gia đình cũng như là hiểu ý cầu nguyện với gia đình và cầu nguyện cho ông. Ở đây là sự mọi người chúng ta cùng nhau và chúng ta đọc kinh cầu nguyện cho ông. Thưa thầy cha bà con và thánh thần, amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha ta sáng được cha chỉ đến đi cha về ơn dưới đất cũng như trên trời, xin cha cho chúng con hôm nay luôn được hàng ngày và tha thứ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Maria đầy ơn phụ nữ Chúa trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là thánh Maria Đức Mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử, amen.
Xuân Việt. Kính thưa gia đình Tam Quyến, kính thưa toàn thể nhân dân đang hiện diện trong gia đình Tam Quyến. Ông Phêrô Đào Xuân Việt hôm nay Thiên Chúa đã gọi ra khỏi thế gian. Giờ đây đoàn đại biểu họ Đào thôn Tiêu Hạ chúng tôi tề tựu về đây được sự ủy quyền của toàn đoàn. Trước hết tôi xin kính viếng linh hồn ông, sau nữa xin đặt vòng hoa tươi đốt nén hương thơm kính viếng ông và chia buồn với đại gia đình Tam Quyến. Kính thưa gia đình Tam Quyến, kính thưa toàn thể nhân dân, cuộc sống của gia đình đang êm đềm thì bỗng nhiên đất bằng nổi sóng. Qua một căn bệnh hiểm nghèo, ông Đào Xuân Việt đã từ biệt mẹ già, từ biệt vợ, từ biệt đàn con thân yêu để đi về với tổ tiên. Sự sống sự chết đều bởi từ nơi tạo hóa. Ông ra đi là một sự thiệt thòi mất mát lớn lao cho gia đình. Họ Đào chúng tôi mất đi một thành viên, nhưng biết làm sao được, bởi sự sống từ chết, từ nơi tạo hóa an bài, gia đình chỉ còn chấp nhận và tổ chức tất đưa tiến ông về nơi an nghỉ cuối cùng được trang trọng. Giờ đây đoàn đại biểu chúng tôi, đạo tộc chúng tôi về đây xin thành tâm chia nỗi buồn sâu sắc này với phụ thân sinh cho ông Việt, với bà Việt và với các con cũng như với đại gia đình Tam Quyến. Trong giờ phút phân ly đau thương này, đoàn chúng tôi xin dành một phút để vĩnh biệt ông. Phút vĩnh biệt bắt đầu. Thank you.
và tôi bác với cha cháu cùng chung huyết thống
trước giờ phút đau thương ly biệt này, chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ xin các gia đình thắp cho ông một nén nhang và dùng tiếng trống để tiễn ông ta nơi an nghỉ cuối cùng, và chia sẻ rằng đau thương mất mát to lớn không thể bù đắp nổi của gia đình tăng gia. Và chúng tôi xin phép hồi trống được bắt đầu. Thank you.
thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể dân làng lối xóm. Từ khi ông Phêrô đào văn việt chút hơi thở cuối cùng đã được dân làng lối xóm, các cụ, các ông, các bà đến chia sẻ nỗi đau buồn này cùng gia đình chúng tôi và tạo mọi điều kiện để cho gia đình chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do lễ tang cho ông. Thay mặt cho gia đình tang chủ ban tang lễ của gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn trước hết là ban mặt trận, cấp ủy chính quyền Cấm Liêm, cảm ơn tất cả các cụ, các bà thông gia liên gia dân làng lối xóm. Trong lúc tham gia bối rối, mặc dù ban tang lễ của gia đình chúng tôi cũng đang tổ chức và bố trí hết sức tận tình và hết sức cẩn thận, tuy nhiên cũng không thoát khỏi tránh khỏi những sự khiếm khuyết. Nếu có gì khiếm khuyết, xin mong các cụ, các ông, các bà dân làng lối xóm các quý hàng một đánh cho hai chữ đại xã. Và chuẩn bị đến giờ, xin đề nghị ban tang lễ sẽ ban tổ chức sẽ điều hành cái công việc dập mạch cho gia đình. Xin trân trọng cảm ơn. Hãy nhớ lời cha sống trong
cho nên và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo đi cho sạch, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu nằm ôm con sưởi ấm những cành già, nhẹ nhàng ôm con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, sạch sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu.